Ngài yên tâm đi, ta sẽ giúp ngài trưởng không tốt, nhưng ngài muốn làm tốt tiếp nhận bùng nổ chuẩn bị. Ừ, đến lúc này là Mệnh Vũ căn bản là không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể là đi đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể hai đại huyết mạch khí tức tích lũy sẽ càng ngày càng mãnh liệt, càng làm cho là Mệnh Vũ thấy bất an chính là hắn tinh thần chi hải bên trong, cái kia tinh thần vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy lên, liên tân bảo thú thần thức đều có một chút áp chế không nổi. Tinh thần vòng xoáy cùng với huyết mạch vòng xoáy bản thân nên là tương liên, lúc này cả hai bắt đầu chấn động kịch liệt lẫn nhau, phảng phất có đồ vật gì đó đang bị cầu dẫn ra. Là Mệnh Vũ tận khả năng phóng bình ra tâm thái, hấp thu ra đến từ bằng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lực cùng với tần bảo thú không ngừng vì hắn mà tình luyện đủ loại thiên tài địa bảo, mang đến sinh mệnh khí tức, gia cố chính mình thân thể. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, Lam Kim Ngân Long Vương huyết mạch bùng nổ ra một khắc này, cũng chính là mình đột phá ra một khắc, có lẽ liền chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn hiện tại muốn làm, liền chỉ là trong khoảng khắc đó không đến mức là bị trực tiếp bão chết. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên bờ, bốn đại cường giả lẫn đang chờ đợi. 3 ngày đã qua 3 ngày thời gian, ngoại trừ thường xuyên sẽ xuất hiện ra lồng đậm sinh mệnh khí tức bên ngoài, là Mệnh Vũ không có cái gì động tĩnh, còn không có đột phá hoàn thành. Tân bảo thú thậm chí liền một lần hỗn độn chi thủy đã không có ngừng kết, giống như là làm Hiền Vũ ở bên trong ngủ thiếp đi. Đại ba không có sao chú? Kim Vương nhịn không được rồi hỏi. Đại Minh lúc này lắc đầu rồi nói, hắn đột phá không phải dễ dàng như vậy, cần thời gian để tích lũy, cái này là chính hắn thân thể tiến hóa quá trình, chúng ta chờ xem chính là như vậy, ta có thể cảm giác được một chút, hắn là sẽ không quá lâu. Đúng vậy, sẽ không quá lâu, là Mệnh Vũ chính mình cũng cảm thấy, ở trong cơ thể hai lớn huyết mạch, chi lực lượng đang trở lên trên càng ngày càng nóng nảy, mà cái này nóng nảy khí tức nhường hắn tâm tình của chính mình đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Lần này liền hiện ra tần bảo thú tầm quan trọng, hắn tại lúc này không ngừng phóng xuất ra một chút vững chắc tinh thần thiên tài địa bảo, dùng ổn định là Mệnh Vũ tinh thần của mình. Là Mệnh Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy, tinh thần chi hải bên trong tinh thần vòng xoáy đều mang không ngừng bành trướng lấy. Trải qua 3 ngày thời gian, chúng nó đều đã cơ hồ là tràn đầy là Mệnh Vũ tinh thần chi hải cùng với lồng ngực. Trướng bụng cảm giác đã để cho là Mệnh Vũ thân thể bắt đầu có một chút run rẩy. Hắn hiểu được, thạch phá thiên kinh là một khắc chỉ sợ, trong mấy chốc mà sẽ xuất hiện. Trầm thâm tiếng lòng ngầm đã bị khống chế hướng ra phía bên ngoài tiêu tán. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên mặt hố bắt đầu là xuất hiện ra trận chấn động gợn sóng ngang một tiếng sục sôi tiếng lòng ngấm thường ngạn ra một bên bốn vị bừng tỉnh. Sau một khắc, một đầu kim long bỗng nhiên theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong chui ra. Cái kia rõ ràng là năng lượng ngừng tụ mà thành, có thể nhìn qua lại là như thế ngừng tụ. Hồng bảo thạch ở trong nhà mắt đó tràn đầy hung lệ chi khí, trận trận lòng ngầm bộc phát ra, chấn động không khí chung quanh không ngừng là rung động. Phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc này sóng cả mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một tiếng lòng ngầm vang lên, một đầu ngân long chui ra, trong nháy mắt hiện lên trên ở bên khác. Ngân long chung quanh thân thể đủ loại nguyên tố nhanh chóng ngừng tụ, tại nó bên người hình thành ra một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng, cùng với cái kia kim long xào ánh rực rỡ. Cả hai lòng ngầm không ngừng, mà lại là trở lên trên càng ngày càng sục sôi. Cái kia mãnh liệt mà là điên cuồng tâm tình chập chờn, không ngừng là hướng đối phương phát xạ đấu đá. Nhị Minh thở sâu, khá lắm, lớn như vậy là chẳng diễn. Thủ lao tay phải vùng lên, một vệt ánh sáng màu xanh biếc thoáng hiện, trước người hiện ra 3 cái hộp ngọc, ánh mắt nhìn chăm chú mặt hồ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiếng long ngâm càng ngày càng vang, đinh tải nhức óc. Đại Minh chậm rãi là bay vào trên không, một tầng màu xanh biếc phần sáng từ trên ngực của hắn nhộn nhạo lên, đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh toàn bộ này phong tỏa. Hắn không thể không làm như vậy, cái kia sục sôi tiếng lòng ngấm đã ảnh hưởng đến chung quanh sinh hoạt các hồn thú. Nghe được lòng ngầm hồn thú, rất nhiều đều là đã nằm sạp trên mặt đất, cứng đái ra chảy ngang, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng sẽ bị tiếng lòng ngầm hù chết. Cuối cùng thì cái kia tiếng lòng ngầm vang dội đến cực hạn thời điểm đó. Trên mặt hồ, kim long cùng với ngân long đồng thời đóng, đồng thời xông về đối phương. Mà giờ này khắc này, trong hồ nước là Mệnh Vũ cũng cuối cùng xuất hiện ra kịch biến. Giờ khắc này, cảm giác của hắn giống như là uống nhiều quá người, cô nên không muốn nôn mửa, dù là chịu đựng ra không nổi. Cuối cùng là phun ra lúc cái loại kia cảm giác này. Trong lồng ngực huyết mạch chi lực ầm ầm bùng nổ, hai đại huyết mạch hồng hằng đụng vào nhau.
Tinh thần chi hải bên trong khổng lồ tinh thần lực lượng cũng là trong nháy mắt đó từ trên xuống dưới, đụng vào ngực huyết mạch vòng xoáy bên trong. Ở trong nháy mắt này, bộ ngực của hắn chỗ hết thảy thất thải lần phiến đồng thời nổ tung, hóa thân thành mảng lớn màu sắc rực rỡ khí lưu tràn vào trong đó. Làm Minh Vũ chỉ cảm thấy đại não ở trong nháy mắt đó trống rỗng. Tại đây một cái chớp mắt, hắn là không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Hắn duy nhất có thể làm liền chính là lại bùng nổ trước trong trước mắt, đem chính mình có khả năng trường khống hết thể lực lượng đều dung nhập vào bên trong thân thể. Oanh một tiếng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lạnh cực bằng suối, nóng bỏng xương thuyền đồng thời bùng nổ, trọn vẹn bay lên trên cao mấy chục mét, dùng cái kia hai đại long vương va chạm, điểm làm hạch tâm, trong nháy mắt liền đã biến thành một mảnh màu xanh đỏ. Đúng vào lúc này, một đoàn hào quang màu nhũ bạch ở trong nháy mắt bắn ra, một cỗ hấp lực ở trong nháy mắt truyền đến. Cây lão ở trong tay lúc này ba cái trong hộp ngọc, trung ương nháy mắt đó ở kia bay lên, hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng bay đi. Hộp tại phi hành quá trình bên trong liền là đã mở ra, lộ ra bên trong tồn tại, đó là một đóa kim hồng sắc hoa cúc, phía trên mọc ra màu vàng nhạt lông tơ. Hộp ngọc mới vừa mở ra, lập tức thì một cỗ kỳ hướng tuôn ra, tại chung quanh nó đều là tạo thành một tầng vàng mịt mờ vàng sáng, 10 vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc. Một vệt kim quang bắn xa, tại cái kia kỳ nhung thông thiên cúc phía trên mảng cánh hoa đột nhiên là phân tán ra đến, lộ ra tận cùng bên trong nhất nhị hoa, đó là từng khóa giống như màu vàng kim cương tồn tại, tàn mắt ra ánh sáng chói lọi. Mà liền sau đó một khắc, một tia ánh sáng trắng đã đem nó cuốn vào trong đó, hết thảy kỳ dị hướng khí tại thời khắc này không còn xuất lại chút gì. Một đường to lớn hư ảo bóng mờ đột nhiên tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn vùng trời lùa lên. Lần này bóng mờ xuất hiện ra thời điểm bao quát cả đại minh nhị minh ở bên trong. Ở đây bốn vị không là biến sắc. Đó là một đầu thân dài 100 mét cự long, toàn thân bao trùm lấy kiều thể lân phiến cự long, hai con ngươi tản mắt ra chóa mắt ánh sáng màu vàng óng. Tại nó xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi bên trong hết thảy hào quang phảng phất đều trở lên trên mờ đi. Liên ở trong nháy mắt đó bùng nổ ra, kim ngân long vương khí tức đều tùy theo đó ảm đạm. Kim vương phủ phù một thoáng liền là quỳ mọt xuống đất. Liên đại minh nhị minh thụ lão tam đại thần cấp cường giả cũng không nhịn được mà thân thể lắc lư, suýt nữa là quỳ một gối xuống. Long thần, đại minh thốt ra. Thế nhưng mà cái kia kiều thải bóng mờ chẳng qua là duy trì ở trong nháy mắt, liền giống như bọt khí phá toái biến mất. Pha toái đồng thời, hóa thân thành vô số tí tách màu sắc rực rỡ giọt mưa, hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong chui vào. Nếu như lúc này cách gần nhất, liền là có thể thấy, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, tất cả nước suối đều là tan biến, hóa thân thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ màu vòng xoáy, vây quanh khoanh chân ngồi tại trung ương. Làm Minh Vũ trung quanh thân thể xoay quanh, điểm điểm tích tích màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng không ngừng là hướng bộ ngực của hắn chỗ chui vào, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Làm Minh Vũ lông mày nhíu chặt, toàn thân đều là tại nhẹ nhàng rung động, nhưng hắn tự thân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Ở sau lưng kim ngân hai đạo khí liêu đụng vào nhau, dây dưa không ngừng có khí liêu theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Tân bảo thú hư ảo thân ảnh trèo lờ lừng ở trước mặt của hắn cách đó không xa, cảm thụ được xung quanh nối đãng ra mà rơi vào màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng, nhích miệng cười to. Thân thể của nó cũng tắm gội ra tại cái kia mưa ánh sáng bên trong, một lần nữa trở lên trên ngừng tụ dâng lên, một song tròng mắt to tràn đầy vẻ phấn khởi. Vừa rồi chỉ là nó cưỡng ép huyễn hóa ra lòng thần ngày xưa thân ánh, mặc dù chỉ là biến ảo, nhưng ở lòng thần ký thức xuất hiện ở trong nhà mắt đó, chính là đúng là kim long vương của mấy ngân long vương sinh ra áp chế, nhưng cả hai va chạm về sau, ở trong nháy mắt bùng nổ khí tức suy yếu như vậy trong nháy mắt. Liên cái là cái này một trong nháy mắt, là mình vũ thân thể đối với hai người này sau khi va chạm sinh ra năng lượng tiếp thụ lần trở lên trên dễ dàng rất nhiều. Sau một khắc, hết thể năng lượng hoàn toàn dung hợp, dùng kỳ nhung thông thiên cúc làm hạch tâm, hộ tụ băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng, trải qua hỗn độn chi thủy chuyển hóa. Tại làm miền vũ, long thần khí tức phủ lên trên ở bên trong hướng trong cơ thể quán dâng trào rót vào. Chân chính đột phá, theo giờ khắc này mới bắt đầu, đang ở trước chẳng qua là phá, mà phía sau thì là lập. 2 năm quả tích lũy, 2 năm qua băng hỏa luyện kim thân, tại thời khắc này hiệu quả hoàn toàn hiện hiện ra. Làm Minh Vũ khí tức rất mạnh liền ổn định trở lại, làn da mặt ngoài lúc trước đã bắt đầu rạn lướt màu vàng.
cùng với màu bạc cấp tốc giả lập đấy, đồng thời trở lên trên càng có góc cạnh cùng với lập thể cảm giác, chỗ ngực màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng ra phía bên ngoài phát ra, từng khối thất thải lân phiến không cắt thành hình. Cái kia không còn là một mảnh, hai mảnh mà là cấp tốc lan tràn ra phía bên ngoài. Một lát sau, liền bao trùm ra có tới lớn chừng bàn tay khu vực, dòng ra 36 khối thất thải lòng lân bao trùm bên trong. Lam Minh Vũ khí tức cũng bắt đầu kéo dài tăng lên, cái kia 36 khối thất thải lân phiến trở lên truyền phá lệ sáng ngời. Tất cả màu sắc rực rỡ, mưa, ánh sáng đều là theo vị trí này hướng trong cơ thể quán rót vào mà đi. Liền Lam Minh Vũ sau lưng kim ngân song sắc bóng mờ.